Mùa rô đến rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem kênh cá cộng miễn phí trên điện thoại, smartphone, trên TV Box hoặc là trên Smart TV. Đầu tiên các bạn sẽ vào chợ Play tìm kiếm TV 360 để cài đặt cái app này ra. Thì đây là cái chương trình khuyến mại bên Viettel cung cấp cho chúng ta sẽ được sử dụng miễn phí cái chương trình kênh cá cộng này trong 2 tháng. Đến 31 tháng 7. Như vậy là các bạn sẽ được xem chọn mùa Euro ở trên Smart TV hoặc là trên máy tính bảng hoặc là trên smartphone của ta, cũng như là gia đình nào có sử dụng TV Box đều có thể thực hiện được. Thì quá trình cài đặt tùy thuộc vào tốc độ mạng của máy của chúng ta thì có thể diễn ra là lâu hoặc là nhanh, thì nó chỉ rơi khoảng tầm 1-2 phút là cùng thôi. Sau khi chúng ta đã tiến hành cài đặt được cái app TV 360 này thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái app này lên. Sau khi chúng ta vào trong app, việc tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành việc đăng ký cái app này. Chúng ta vào cái góc phải màn hình, hình người, phần cá nhân, ấn vào phần đăng nhập này và nhập số điện thoại của chúng ta vào. Ở đây chúng ta nên sử dụng số Viettel thì tí cái việc phần đăng ký cái gói cá cộng của chúng ta nó mới được. Còn nếu mà chúng ta sử dụng số điện thoại không của Viettel thì chúng ta sẽ không thể đăng ký gói cá cộng được. Khi chúng ta đã nhập số điện thoại thì chúng ta sẽ chờ tin nhắn gửi đến cái mã xác nhận ở phần tin nhắn số điện thoại của mình đã đăng ký. Chúng ta sẽ nhập vào. Ở đây khi đã nhập xong thì việc tiếp theo chúng ta sẽ lập mật khẩu cho tài khoản của chúng ta. Thì mật khẩu thì các bạn nhập tùy ý. Ở đây tôi nhập từ 1 đến 6. Ấn hoàn thành. Khi đã tiến hành đăng nhập xong rồi, việc tiếp đó là chúng ta vào phần lan tỏa TV 360. Ở mục số điện thoại hoặc ISO giới thiệu chúng ta sẽ nhập cái mã giới thiệu vào. Cụ thể ở đây mã giới thiệu sẽ là Kim QT gạch dưới SLA gạch dưới DDV. Do máy tôi đã nhập rồi thì cái phần xác nhận nó không còn hiện đỏ nữa. Còn máy các bạn chưa ấn xác nhận thì nó sẽ có hiện đỏ để các bạn ấn xác nhận. Khi các bạn đã tiến hành ấn xác nhận thành công thì bước tiếp chúng ta sẽ quay lại trang chủ của app này. Chúng ta ấn vào một kênh của cá cộng. Lúc này nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng ký các gói cước. Và các bạn nhìn trên này thì các gói cước chúng ta đều được miễn phí. Tôi sẽ đăng ký gói K Plus 3. Lúc này nó yêu cầu gửi tin nhắn, chúng ta sẽ tiến hành ấn phần gửi tin nhắn. Chúng ta quay lại cái phần tin nhắn của chúng ta và nó yêu cầu chúng ta xác nhận việc đăng ký cái gói cước cá cộng chúng ta bằng cách soạn tin nhắn Yes để gửi đến số 1331. Thì khi chúng ta đăng ký thành công, chúng ta sẽ được miễn phí sử dụng đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Và sau khi chúng ta đã sử dụng xong cái phần miễn phí này, chúng ta có thể gia hạn dùng tiếp với cước phí là 50.000 một tháng. Còn không, chúng ta có thể hủy gói cước bằng cách soạn hủy cách KP3 là gói cước của tôi đã sử dụng gửi 1331. Vậy là chúng ta sẽ hủy thành công gói cước này. Còn muốn gia hạn thêm thì chúng ta không cần thực hiện thêm bước này. Khi chúng ta đã đăng ký thành công, chúng ta sẽ quay lại app của chúng ta vào các kênh của cá cộng và chúng ta cùng nhau thưởng thức nội dung của kênh này. Đây là cá cộng phải mạnh, cá cộng 1, kênh cá cộng phong cách, hoặc kênh cá cộng nhịp sống. Như vậy là chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn toàn bộ các kênh của gói cá cộng ở trên cái app phần mềm TV 360 này. Như vậy là chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn toàn bộ các kênh của cá cộng trên TV 360. Ngoài các kênh cá cộng ra thì ở trên app TV 360 này còn cung cấp rất nhiều kênh truyền hình đặc sắc khác. Và vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện đăng ký thành công sử dụng gói cá cộng miễn phí trong 2 tháng. Xin cảm ơn. Các bạn hãy like và chia sẻ video của mình.